Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới đây, bên cạnh việc thăng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thì Hưng Yên còn có sự thăng hạng vượt bậc từ thứ 14 năm 2022 lên thứ 4 năm 2023 về chỉ số xanh cấp tỉnh PGI. Chỉ số này được xây dựng để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quy hoạch chính sách ở cả cấp trung ương và địa phương nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và tính bền vững của doanh nghiệp. Nó thể hiện Hưng Yên đang nỗ lực rất nhiều trong việc tạo nên mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. Và đây sẽ là nội dung được phản ánh trong mục Chuyện từ phố Hiến tuần này. Trước tiên sẽ là phóng sự ngắn của chương trình. Hưng Yên đạt 24,59 điểm, tính theo thang điểm 40, xếp vị trí thứ 4 trên 63 tỉnh, thành phố với điểm của 4 chỉ số thành phần lần lượt: giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai đạt 7,5 điểm, đảm bảo tuân thủ đạt 5,89 điểm, thúc đẩy thực hành xanh đạt 5,32 điểm, chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ đạt 5,88 điểm. Trong đó, riêng ở chỉ số thành phần thứ tư về chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ thì Hưng Yên là tỉnh đứng thứ hai cả nước. Điều này cho thấy Hưng Yên rất nỗ lực thực thi các chính sách và dịch vụ hỗ trợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập và mở rộng hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh. Đồng thời, với chỉ số thành phần thứ ba thúc đẩy thực hành xanh, Hưng Yên cũng xếp thứ tư cả nước. Các chỉ số còn lại cũng có sự cải thiện đáng kể, tức là Hưng Yên đã được các doanh nghiệp đánh giá tích cực về công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Và chỉ số thành phần thứ hai, đảm bảo tuân thủ, cũng có mối tương quan trực tiếp với lượng NO2 trong khí quyển và đối lưu ở Hưng Yên giảm, chất lượng môi trường tốt lên. Chủ trương của tỉnh là không thể đánh đổi kinh tế để lấy môi trường. Bởi lý do nếu mà chúng ta không bảo vệ môi trường hôm nay, thì mai sau sẽ bỏ ra rất nhiều lần các kinh phí để xử lý môi trường đó, xác định cái môi trường đó, và hai là khi mà môi trường không đảm bảo thì ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Một điểm rất đáng chú ý là rất ít địa phương lọt vào nhóm những tỉnh dẫn đầu hai chỉ số thành phần trở lên, và Hưng Yên là một trong ba tỉnh thành phố làm được điều đó bên cạnh Đà Nẵng và Vĩnh Long. Hưng Yên không chỉ có môi trường kinh doanh tốt mà còn khẳng định là rất quan tâm đến xu thế phát triển xanh để giữ vững một Hưng Yên xanh và giàu mạnh. Và với kết quả là đứng thứ tư toàn quốc năm nay trong xếp hạng PGI thì có thể nói đây là một thành tích rất tuyệt vời, và tôi xin được chúc mừng Hưng Yên. Vâng, để hiểu rõ hơn về những nỗ lực và kết quả mà Hưng Yên đã đạt được về chỉ số xanh cấp tỉnh PGI thì cũng như là việc hướng tới tăng trưởng xanh bền vững, thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và chuyên gia trong lĩnh vực này. Trước tiên thì rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng đã dành thời gian để trao đổi với chương trình hôm nay. Thưa tiến sĩ, là năm 2023 thì Hưng Yên đã tăng 10 bậc trong xếp hạng chỉ số xanh cấp tỉnh PGI từ thứ 14 lên thứ 4 năm 2023. Và dưới góc độ của chuyên gia thì ông đánh giá kết quả này của Hưng Yên như thế nào ạ? Rõ ràng là chúng ta thấy là cái vị trí xếp thứ tư này là một trong các vị trí ấn tượng. Nó ấn tượng không đơn thuần chỉ là trên một bảng chỉ số, mà nó ấn tượng ở khi mà chúng ta đặt Hưng Yên trong một cái nền tảng chung. Đó chính là xếp Hưng Yên bên cạnh những cái khu vực kinh tế trọng điểm, những cái địa phương mà có cái điều kiện về tự nhiên, điều kiện về kinh tế xã hội và điều kiện về áp dụng những cái mô hình tăng trưởng hiện đại, rõ ràng là nó tốt hơn nhiều Hưng Yên. Tuy nhiên là với Hưng Yên thì lại có một cái tốc độ bứt phá rất là tốt, và tôi nghĩ đây là một trong những cái vị trí ấn tượng nhất trong cái bảng xếp hạng này. Sở dĩ tại sao nó như thế, bởi vì bản thân cái bộ chỉ số này cũng là một cái điều kiện rất mới mà PCI đưa vào để đánh giá. Và nó bên cạnh những cái việc là mục tiêu tăng trưởng bình thường thì nó còn một cái mục tiêu rất là rõ rệt khác, đó chính là phát triển xanh và bền vững là một trong yếu tố đòi hỏi bản thân chính quyền, bản thân doanh nghiệp phải nhận ra và thay đổi rất là nhiều trong cái tư duy lập chiến lược, tư duy quy hoạch để mà đạt được cái mục tiêu này. Cho nên tôi khẳng định đây là một cái vị trí rất là ấn tượng. Thưa ông, là năm 2022 thì mức điểm của chỉ số thành phần thứ tư, tức là chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ của Hưng Yên, thì nằm ở trong mức trung bình của cả nước. Nhưng mà bước sang đến năm 2023 thì Hưng Yên đã đứng thứ hai cả nước về chỉ số này. Vậy thì ông đánh giá gì về bước nhảy vọt này ạ? Chúng ta phải ghi nhận đây là một trong những cái đơn vị tiên phong, vừa có trách nhiệm rất là cao trong cái việc là nhìn nhận về góc nhìn chính sách, nhưng đồng thời thì cũng có những cái kế hoạch đưa nó trở thành một cái mục tiêu
không những là mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn là mục tiêu để mà tạo ra một cái vị thế rất mới cho Hưng Yên, đó là phát triển xanh và bền vững. Và đặc biệt là chính quyền đã nhìn thấy trách nhiệm của mình trong cái việc là làm thế nào để ban hành những cái chính sách phù hợp, làm thế nào để mà xây dựng một cái kế hoạch tăng trưởng nó thể hiện cái tính văn minh của một cái mục tiêu tăng trưởng mới của nền kinh tế, đặc biệt là địa phương như là Hưng Yên. Qua phân tích các chỉ tiêu ở trong tổng số 46 chỉ tiêu của PCI thì theo ông thời gian tới Hưng Yên cần tập trung vào những nhóm vấn đề nào ạ? Toàn bộ cộng đồng quản lý nhà nước, toàn bộ doanh nghiệp và người dân nhìn thấy được cái trách nhiệm của mình trong cái việc tuân thủ về chỉ số xanh và bền vững, thậm chí là đào tạo cho người dân biết thế nào là tín chỉ carbon và cân bằng tín chỉ carbon. Bởi vì nó không đơn thuần chỉ là mình thì mình cứ nhìn thấy là có vẻ nó không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng một ngày đẹp trời nào đó hoặc là một ngày mà chúng ta phải đối mặt với cái việc là tất cả những cái hiệp định song phương và đa phương ấy, nó đều phải tuân thủ rất là chặt chẽ về cái chỉ số PGI này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự thiệt thòi, và lúc bây giờ thì nó đã quá trễ. Cho nên tôi có một số cái đề xuất, ví dụ như là cái thứ nhất chẳng hạn, thì chúng ta có thể là rà soát và đánh giá một cách tổng thể những cái tiêu chí trong cái việc ứng dụng PGI vào trong điều hành và ban hành chính sách, thậm chí là sâu hơn nữa đó chính là những cái mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay. Cái thứ hai nữa tính là mình có một cái chương trình đào tạo một cách nó sâu rộng và phổ biến cho doanh nghiệp và người dân hiểu được cái vai trò của cái việc cân bằng carbon trong sản xuất kinh doanh. Những cái doanh nghiệp sản xuất, nếu như mình cứ sử dụng điện năng một cách nó thoải mái, hoặc là mình cứ sử dụng một cái cách những cái nguyên liệu mà mình nghĩ rằng là nó quá là thông thường, thì rồi là khi những cái sản phẩm đầu ra của họ phải tham gia vào những cái thị trường quốc tế, hoặc là phải tuân thủ, hoặc là bị áp dụng những cái tiêu chuẩn chất lượng của PGI, thì lúc bây giờ cái giá sản phẩm và cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm nó sẽ không còn nữa, và nó rất là khó cho những doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa để mà xuất khẩu và tham gia vào thị trường quốc tế. Cái trách nhiệm của chính quyền đấy chính là làm cho người dân hiểu, làm cho người dân nhìn rõ được những cái cơ hội cũng như cái trách nhiệm của họ, và thậm chí là bản thân họ nhìn thấy những cái việc mà nếu như họ không cải cách ngày hôm nay, nếu như không họ không thay đổi tư duy sản xuất ngày hôm nay, không thay đổi cái tư duy hoạch định chính sách, hoạch định chiến lược ngày hôm nay, thì ngày mai họ sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn mà thị trường rất thách thức mang lại cho họ. Vâng, rất là mong ông có những gợi ý để Hưng Yên có thể đạt được kết quả tốt hơn nữa trong hành trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững ạ. Điều thứ nhất đó chính là chúng ta nghiên cứu rất kỹ về cái mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. Cái thứ hai là chúng ta tạo dựng một cái hệ thống chính sách làm sao đấy nó phù hợp, nó có thể tạo ra động lực, nó có thể tạo ra được những cái cú hích để giúp cho doanh nghiệp và người dân người ta nhìn thấy cái lợi thế của họ và nhìn thấy cái trách nhiệm của họ trong cái việc là nên thay đổi mình để thích ứng với sự tồn tại của thị trường và những cái điều kiện khác ngày một khắc khe hơn của thị trường về cái việc là sản xuất xanh và bền vững. Cái thứ ba nữa chính là tạo những cơ hội cho những cái sản phẩm sản xuất xanh và bền vững người ta tham gia thị trường với một cách hiệu quả hơn, rõ rệt hơn, và giúp họ truyền thông những cái giá trị cốt lõi của sản xuất xanh và bền vững tới cộng đồng doanh nghiệp và địa phương. Thì tôi nghĩ đó là những cái việc cần phải làm và những cái việc cần phải nghĩ đến để mà làm sao đấy để đưa Hưng Yên trở thành một cái vị trí nó có thể là không dừng lại ở top 4 mà có thể là lên vị trí số 1 toàn quốc về cái chỉ số PGI trong thời gian tới. Vâng, rất là cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Kinh tế Phố Hiến tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.